Xin chào các bạn. Hôm nay trong quá trình đi tìm kiếm cây thuốc thì mình có phát hiện ra khu vực này rất nhiều cây cỏ xước các bạn ạ. Cây cỏ xước thì còn có tên gọi khác là cây ngưu tất lam. Sau đây thì mình quay thật gần thân cành lá hoa cây cỏ xước để các bạn nhận diện. Đây là phần mặt trên của lá cây cỏ xước này các bạn ạ. Đây là phần mặt dưới của lá. Lá cây cỏ xước này thì hai mặt đều có lông mịn. Thân màu hơi tím các bạn nhé. Hoa cỏ xước thì rất sắc nhọn các bạn ạ. Các bạn nên nhớ là cây cỏ xước này thì có hai loại. Cỏ xước thân tím và cỏ xước thân trắng. Thì theo kinh nghiệm của mình thì sử dụng cái cây cỏ xước thân tím này là tốt hơn. Cây cỏ xước này thì rất tốt cho bệnh về xương khớp, đau nhức. Giải độc, mát gan. Đây các bạn nhìn thật rõ hoa của cây cỏ xước để các bạn nhận diện. Hoa cây cỏ xước thì rất sắc nhọn. Khu vực này thì bạt ngàn cây cỏ xước các bạn. Rất nhiều. Tác dụng của cây cỏ xước này thì mạnh gân cốt, bổ can thận và dùng để kết hợp chữa nhiều các bệnh khác. Đây các bạn nhìn rõ cây cỏ xước. Khu vực này thì mình phát hiện ra bạt ngàn cây cỏ xước. Thôi, mình xin tạm biệt các bạn để còn đi thu hái cây thuốc.